Các cụ, các bà, hai họ,
qua cái lời ý kiến của ông Quang đại diện cho gia đình nhà trai, gia đình nhà gái xin ghi nhận cơ giàu xin đón cháu. Các cụ có câu có cổ thì có kim, một năm thì có một tháng thì có một ngày có một giờ. Gia đình nhà gái xin ghi nhận và xin trình trọng giới thiệu cô Siêm là em gái của ông Liêm, Liêm nhận cơ giàu và xin trân trọng giới thiệu bà mẹ là mẫu thân phụ mẫu sinh ra có bút nên trao cơ giàu. Hai bạn và hai bạn đây đứng ra bên và bạn sang bên kia và xin đưa bà cháu xin các cụ là ông các bà là cháu có cây dầu để đón cháu về trên đấy. Vâng, xin một tràng vỗ tay. Tuyệt vời đấy, nghe là mày hơi xinh đấy. Sau đây là xin phép được nhận về nhà con gái sẽ cây dầu để mời các cụ. Kính thưa các cụ, các bà của hai bên gia đình, thì sau đây thì xin phép các cụ các bà là cho phép là cháu bút được vào trong phòng để đón cô dâu ra ngoài đại.